Dự án cầu Cần Giờ gần 10.000 tỷ đồng. Cầu Cần Giờ có chiều dài 3,4 km, dự kiến phân từ 4 đến 6 làn xe, tính không thông thuyền 55 m, sẽ thay thế cho phà Bình Khánh, kết nối huyện Cần Giờ với trung tâm và khu vực lân cận. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí chuẩn bị làm cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư PPP. Thông tin về công tác đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ đã được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ theo quy định. Theo quyết định số 751 quyết định Ủy ban nhân dân ngày 1 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt phương án kiến trúc công trình cầu Cần Giờ, cây cầu này có thiết kế dây văng một trụ tháp, phác họa hình tượng cây đước đặc trưng của huyện Cần Giờ, sử dụng lan can hình tượng sóng biển, các trụ đèn chiếu sáng tạo nên hiệu ứng rừng nước khi đi qua cầu. Đồng thời thiết kế chiếu sáng nghệ thuật cho cầu. Theo phương án thiết kế, cầu có chiều dài 3,4 km, dự kiến phân từ 4 đến 6 làn xe, tĩnh không thông thuyền 55 m, sẽ thay thế cho phà Bình Khánh, kết nối huyện Cần Giờ với trung tâm và khu vực lân cận, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển dự án khu lấn biển, khu đô thị du lịch biển Cần Giờ. Cầu Cần Giờ dự kiến được đầu tư với gần 10.000 tỷ đồng, trong đó, nhà đầu tư bỏ chi phí xây lắp, ngân sách thành phố Hồ Chí Minh chi gần 4.000 tỷ đồng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Công trình dự kiến thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư vào giai đoạn 2022 đến 2023, khởi công năm 2024 và hoàn thành năm 2028.